anh Khoa và những người thực hiện chương trình rất vui đang cùng đến với tất cả quý vị khán giả. Và mỗi tuần một nhân vật, như lần này chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những nhân vật tuổi Mão, và chắc chắn là họ sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ trong lần gặp gỡ này dành cho tất cả quý vị khán giả. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ gương mặt đã bước ra từ thành công của cuộc thi Việt Nam Idol năm đầu tiên, nữ ca sĩ Thảo Trang. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Xin được giới thiệu thêm với tất cả quý vị, cùng với Thảo Trang là hoa hậu đẹp nhất châu Á, người đẹp Hương Giang. Xin chào anh Khoa và xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Ai cũng thường bắt đầu cho những cái kế hoạch của mình khi mà năm mới đến. Thế thì với những cô gái trẻ và đầy nhiệt huyết như các bạn thế nào ạ? Trang thì từ giờ cũng mới Tết xong cho nên cái hoạt động trong công việc thì nó cũng đang hơi chậm chút xíu. Rồi sau đó chắc là bắt tay vào thực hiện cái album mới. Hy vọng là sẽ không gặp trục trặc gì nhiều như cái album vừa rồi và sẽ ra mắt sớm với quý vị khán giả. Với Hương Giang, Năm nay thì Giang có khá nhiều hoạt động. Nếu như cái năm 2010 thì là một năm mà Giang dành trọn vẹn để làm những cái gì mình thích. Ví dụ làm các hoạt động từ thiện và tham gia công việc người mẫu, và không phải lo nghĩ nhiều về tài chính hay là phải có áp lực nào hết. Và đến năm 2011 thì phải làm việc nhiều hơn. Có lẽ năm nay thì Giang sẽ cho ra mắt một cái chương trình truyền hình. Anh Khoa yên tâm là Hương Giang không có cướp show về các chương trình showbiz của anh Khoa. Nhưng mà anh được làm khách mời của chương trình của em không? Một cái chương trình về một cái lĩnh vực nó cũng không liên quan thì lắm tới showbiz, đó là về tư vấn tài chính cá nhân. Cho nên thời gian này thì Giang đang tập trung vào cái dự án đó. Anh Khoa nhớ lần đầu tiên khi mà Thảo Trang biết không, anh Khoa gặp Hương Giang ở một cái quán cà phê Giang hả, cách đây cũng cũng khá lâu. Thì cái việc mà trò chuyện đầu tiên thì được biết là thật ra cái niềm đam mê của bạn không phải là nghệ thuật là chính, mà Giang học từ đại học và khoa học xã hội và nhân văn ra. Và mình sẽ hỏi ngay là ủa tại sao một người đẹp như bạn mà học như vậy, thì khi mà học ra rồi theo công việc nghệ thuật hay là lại làm cái công việc mà mình đã theo học. Thì hôm nay Giang chia sẻ mình mới nhớ lại là quả thật thời gian trôi nhanh, và những cái kế hoạch, những cái chuẩn bị của mình như vậy thì quả thật là bao giờ cũng cần một cái thời gian để ấp ủ, đúng không Giang ha? Và đúng là cái thời gian chín muồi thì mình sẽ phải thực hiện cái điều đó. Thế thì khi mà chuẩn bị cho một cái chương trình truyền hình, một cái kế hoạch mới của Hương Giang như vậy á, bạn mất thời gian bao lâu để chuẩn bị cho những cái tâm huyết của mình? Giang mất chừng khoảng nửa năm, và Giang dự định là chương trình sẽ ra được khoảng giữa năm 2011. Và đồng thời vào năm 2011 thì Giang vẫn tiếp tục những cái dự án từ thiện mà Giang đang làm, bởi vì Giang chủ yếu hoạt động về trẻ em, giúp đỡ trẻ em. Với chương trình Ước Mơ Của Thúy và Tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười. Người ta thường nghĩ là khi một người đẹp thành công thì sẽ tham gia ở nhiều lĩnh vực. Bây giờ thì các nghệ sĩ của chúng ta đều đa năng, đúng không Thảo Trang? Nhưng mà người ta sẽ nghĩ là sẽ tham gia điện ảnh nè, hoặc là sẽ thử ca hát gì đó. Thật ra với Hương Giang, có bao giờ nghĩ là mình sẽ thử sức gì không? Hôm nay có ca sĩ chuyên nghiệp ở đây nè, Giang cũng có thể trao đổi. Tại vì ngồi cạnh Thảo Trang cho nên Giang càng phải khẳng định là Giang không dám đi theo con đường ca hát. Giang không hề tự tin về giọng hát của mình một chút nào hết. Còn về điện ảnh thì Giang nghĩ là nó chưa có duyên hay sao ấy, mà Giang cũng chưa có tham gia vào điện ảnh nhiều. Nhưng mà ca hát là chắc chắn là không. Trước đây thì có bao giờ Giang có dịp xem hoặc là thưởng thức Thảo Trang biểu diễn sân khấu chưa? Giang xem Thảo Trang hát rất nhiều, tại vì Giang hay tới acoustic. Nghe Trang hát tiếng Anh ở đó. Giống anh Khoa. Rồi với Thảo Trang thì có bao giờ để ý hoặc là biết gì về Hương Giang không ạ? Có chứ, Trang cũng thuộc dạng là hay tìm tòi những thông tin mới trên mạng. Trang người rất là rất là thích tìm thông tin. Thì Trang biết hết những hoạt động của các bạn nghệ sĩ trong showbiz, không chỉ là ca sĩ không, mà còn những cái hoạt động khác, hoa hậu. Nói chung biết hết. Thì Trang biết Giang cũng bằng tuổi với mình. Rồi hoạt động cũng rất là nhiều. Cái năm vừa rồi cũng là một cái năm thành công, xuất hiện nhiều. Thì đối với Trang thì về đa năng á, thì Trang cũng rất là thích mình sẽ là một nghệ sĩ đa năng. Nói đi thi hoa hậu chắc là không rồi. phải loại hai đứa mình không đáng sợ nhau đâu. Còn những cái lĩnh vực khác, ví dụ như điện ảnh chẳng hạn, thì Trang cũng có nghe một vài anh chị đi trước thì có nói là có nên thử đi, xem thử thế nào. Bởi vì mọi người nói là thường mà ca sĩ thì hay có một cái
cái tốt nhất là biểu diễn, thì sẽ có thể là diễn được, diễn xuất được. Thì Trang cũng đang suy nghĩ và để xem nếu như có duyên và có đạo diễn nào liều mà dám mời Trang thì Trang cũng sẽ thử tham gia thử xem, để xem khả năng mình có đạt được đến cái mức đó không. Còn chắc chắn là Trang vẫn giữ cái âm nhạc là cái hoạt động chính của mình. Chẳng tin, chẳng yêu cuộc đời. Em đơn đau, khóc thầm trong bóng đêm. Vì bao nhiêu ước mơ luôn xa tầm tay với. Em lạc loài chiếc bóng hoài nghi. Rồi chàng cho em ước mơ sống vui từng ngày, cho tiếng yêu sống hoài trong trái tim. Dù cho bao dối gian như cuộc đời vẫn thế, anh mãi là lẽ sống niềm tin. Dẫu biết rằng đường đời luôn khó khăn khôn lường, và anh sẽ giúp em tìm ra một hướng đi hạnh phúc. Như giấc mơ ngày ngày em luôn thấy anh mỉm cười, làm xua tan bao đớn đau là lẽ sống cho cuộc đời. Là ánh sáng của em, niềm tin trong dối gian, anh là mong ước của đời em. Sẽ tin một ngày có anh để anh trở nên năm vừa qua thì với cả hai bạn đều có những thành tích riêng dành cho mình, và thật sự là đáng để các đồng nghiệp nè, các bạn trẻ cùng cái thế hệ với các bạn phải khâm phục. Như Giang với việc mà một cái tổ chức về cuộc thi Miss Beauty
qua Việt Nam để mà trao giải cho bạn cái danh hiệu là Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Rồi ngay cả với Thảo Trang, anh Khoa nhớ là chúng ta gặp nhau những ngày cuối năm để nói về những cái kế hoạch cho một năm mới, đúng không ạ? Rồi ấn tượng khi bạn hát cái bài Happy New Year khi chúng ta cùng đi trên đường phố, thì chàng biết không, sau đó rất là nhiều những cái comment, những cái khán giả nói là sao mà anh em với nhau quay ở ngoài dễ thương quá, lạ đó. Lạ, cái đó là nói về cái giải thưởng của bạn cho danh hiệu là nữ ca sĩ trẻ triển vọng cho làn sóng xanh, đúng không ạ? Thì một năm nhìn qua những cái thành tích mà mình đạt được như vậy, rồi năm nay như năm tuổi, thì Trang có thấy là quan điểm như thế nào, hay là có kiên trì cái gì không ạ? Năm 2010 vừa qua thì là một cái năm mà nó thành công hơn cả cái sự mong đợi của Trang. Nó xuất hiện nhiều cái dự án mà cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tốt từ khán giả, như là từ bộ phim Để Máy Tính thì Trang hình thành nên sự kết hợp hợp tác với công ty Early Risers với anh Dương Khắc Linh, thì sau đó là cho ra mắt cái album The New Me. Thì sau đó là có nhận được những cái giải thưởng nhỏ nhỏ, rồi nhận được những cái phản hồi tốt của quý vị khán giả. Còn năm nay thì là năm tuổi, thì có nhiều người nói là nếu tốt á, thì nó sẽ tốt luôn, còn mà xui thì nó xui tận mạng. Đâm ra Trang nghĩ là thì Trang cũng có mê tín, nhưng mà cũng không có hẳn là mê tín 100%. Nhưng mà có suy nghĩ là nếu mình mà cái tuổi như Trang trẻ vậy á, thì chắc nếu có xui á chắc không sao. Xui bây giờ đi, đừng có để sau này xui. Thì năm nay thì mình cũng cầu trời cầu Phật thôi, thì là cho mình may mắn, và nếu có xui thì xui ít ít thôi. Để mình vượt qua được. Còn những cái hoạt động trong công việc thì mong là sẽ suôn sẻ. Với các bạn, để mà liên hệ đến cái tính cách của mình, cả cái cách của mình xử lý trong công việc, trong các hoạt động của mình nữa, có cái gì giống như cái tầm cầm tinh của cái tuổi mà của mình không ạ? Trang thì thấy nó cũng không hẳn 100%, nhưng mà cũng có dính líu đến con mèo chút xíu. Thì Trang tự thấy bản thân mình là nhanh nhẹn có nè, và cũng không phải là nó có hai loại mèo ha. Một loại mèo là thường hay đi hoang, hoạt động ở phía ngoài, đi ra ngoài giao lưu ở phía ngoài xã hội. Còn một loại mèo thì ở trong nhà và được cưng chiều, được nuôi nấng. Thì Trang nghĩ rằng là cái loại mèo đầu tiên đó, Trang rất là hay đi, chân đi, và cái kiểu như là đương đầu được với những cái sóng gió ở phía ngoài để tự bảo vệ bản thân mình. Mình chấp nhận thử thách. Dạ, chấp nhận thử thách. Nhưng mà như vậy thì càng khiến con mèo đó nó cứng rắn hơn, nó cứng cáp hơn. Khó có thể dụ được con mèo đó. Mèo cá tính. Mèo cá tính. Mèo cá tính. Đúng như cái tính cách âm nhạc của Trang, đúng không ạ? Thế thì với Hương Giang. Giang chắc là mèo nữ tính quá. Mèo cưng chiều. Tại vì cái tính của Giang khá là mềm dẻo, và khi mà Giang nói chuyện hay Giang làm việc với người khác thì Giang thường nhường họ nhiều hơn. Cho nên Giang nghĩ là mình thuộc dạng mèo nữ tính chứ không phải mèo cá tính. và những quyết định nào để một cô gái như bạn quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp? Tại vì lúc đó Giang nghĩ là đơn giản, Giang nghĩ giống như là các bạn ở các tỉnh miền Tây mà họ lên Sài Gòn họ học, cũng không có họ hàng, không có người thân gì ở đây, giống như các bạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì đó ra ngoài Hà Nội học. Thì Giang cũng nghĩ là thôi mình cứ vào Sài Gòn đi, mọi người sống được thì mình cũng sống được. Cho nên nghĩ rất là đơn giản. Cộng thêm một cái nữa là ngay từ nhỏ là Giang đã rất thích di chuyển. Giang tính ra số trường mà Giang đã chuyển là phải đến mười mấy trường. Từ lớp 1 cho tới đại học, kể cả đại học cũng chuyển trường đại học luôn. Cho nên Giang rất thích di chuyển và thích những cái mới, thích đi tìm kiếm cái mới. Như Thảo Trang cũng vào Sài Gòn lập nghiệp những cái năm về trước. Thì cái việc mình thích nghi với một cái nơi, một cái hoàn cảnh sống mới như vậy thì như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của anh. Tại vì bây giờ mới có cơ hội nói về cái khoảng thời gian đó. Trang nhớ là khi lần đầu tiên Trang đặt chân đến đất Sài Gòn là vì một cái hoàn cảnh đưa đẩy thôi, chứ Trang không phải là người quyết định để đi vào Nam. Trang theo gia đình. Thì đợt đó vào là Trang phải nghỉ học, Trang không được đi học là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên không có tiền để đi học tiếp, thì phải đi làm để kiếm tiền. Đợt đó là Trang đi làm thợ may một năm. Bà biết may đồ nữa? May công nghiệp thôi, không có khiếu đó đâu.
May để kiếm sống thôi. Thì sau một năm thì Trâm mới về Bình Dương ở với mẹ được 2 năm, thì lúc đó Trâm mới bắt đầu đi học lại, rồi sau đó Trâm mới quay lại Sài Gòn để đi học. Thì ấn tượng của Trang đối với Sài Gòn những năm đó là như nó như một cái giấc mơ mà trước hồi nhỏ mà mình hay mơ để mình sẽ đến một cái nơi rất cổ tích. Hồi đó mình thích đi những cái thành phố lớn, Sài Gòn này nó nghe là nó xa hoa mà nghe nó thích thú, nó con nít thì người ta rất là thích. Thì Trang khi đặt chân đến thì Trang nhớ những cái kỷ niệm nó rất là con nít mà cũng rất là mất cười, mà bây giờ nhớ lại là mình lúc nào cũng thấy thương cái tầm cái lúc đó của mình. Trang nhớ là một lần Trang ngồi xe buýt với mẹ. Thì khi mà nhìn ra ngoài đường á, thì thấy những cái tòa nhà cao á, hồi nhỏ thì ở ngoài quê không mà đâu có thấy đâu. Xong rồi cứ nhìn ra cửa sổ xong thấy nhà tao cứ nắm tay mẹ. Mẹ ơi, tòa nhà cao quá to. Rất là dễ thương. Mình mới thấy mà. Nhà mơ thấy xong rồi thấy rồi rất là thích. Bây giờ thì quen hết rồi và thấy bình thường rồi, nhưng mà hồi xưa mới đặt chân đến thì rất là thích Sài Gòn. Rồi lúc nào cũng đi quanh, nhưng mà hồi xưa nó cũng không có đông như bây giờ. Bây giờ không biết người ở đâu đổ đến mà hả, kẹt xe hoài, rồi mình không còn mất đi những cái nét đẹp của Sài Gòn rồi. Còn hồi xưa thì đường còn vắng thì mình còn chạy xe rồi xung quanh Sài Gòn mà mình ngắm, rồi người cũng ít mà mất khác như bây giờ. Mình dễ nhận diện nhau hơn. Rồi mình nhìn gương mặt nào đó cũng có thời gian nhiều hơn để nhìn, đúng không ạ? Trang thì cũng thích nghi nhanh với môi trường ở đây. Đâm ra là Trang cũng nhập học thì rồi cũng kết bạn rồi. Cũng đi đây đi đó và biết được hết những cái con đường của Sài Gòn. Còn với Hương Giang, việc mà mình thích nghi với một hoàn cảnh sống mới đối với bạn như thế nào? Vì được bạn chia sẻ là bạn rất thích di chuyển, và thật ra là di chuyển rất nhiều nữa. Nổi mùa Tết vừa qua không, bạn kể mà đã đi nhiều nước đúng không ạ? Thì cái việc để thích nghi một cái hoàn cảnh mới, một cái hoàn cảnh sống mà mình chọn đến thì có thể chia sẻ không ạ? Giang luôn nghĩ rằng mỗi một cái mảnh đất nó sẽ có một cái văn hóa riêng. Cái văn hóa của Sài Gòn nó sẽ khác với văn hóa Bình Dương, khác hẳn với văn hóa Hà Nội. Và Giang là người rất thích để khám phá về văn hóa, kể cả lúc đi chọn đi du lịch cũng thế. Giang cũng rất thích đi những vùng đất nào mà nó có cái nền văn hóa lạ và để phong phú để cho mình có thể khám phá được. Cho nên Giang rất thích cái cảm giác được đi tới một vùng đất mới để được trải nghiệm và để được khám phá cái vùng đất đó. Và thường như vậy thì đi một mình hay là rủ bạn bè cùng theo? Dĩ nhiên là phải rủ bạn bè, tại vì đi một mình thì mình thấy nó hay quá, mình thấy nó đẹp quá nhưng không biết chia sẻ với ai. Với cả đi du lịch thì phải đi với bạn bè mới cảm thấy vui được, còn đi một mình thì thấy cô đơn chứ không có thấy vui. Thì cái quan trọng nhất là cái khoảnh khắc mà mình chia sẻ, đúng không ạ? Cuộc sống bao giờ cũng vậy hết. Năm vừa qua với Hương Giang, anh Khoa nghĩ là có những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ, như lúc mà bạn được nhận danh hiệu Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Có nghĩa cái điều đó nó hoàn toàn bất ngờ. Và thật ra cái tên vui đến với bạn như thế nào ạ? Với giải thưởng Global Beauty thì Giang thấy là Giang quá may mắn. Tại vì cuộc thi Hoa hậu Thế giới nó kết thúc từ tháng 12 năm 2009. Và sau đó thì Global Beauty gồm 70 mấy chuyên gia từ tất cả các nước. Họ cùng chấm điểm và họ cùng bình chọn cho những cái gương mặt mà họ yêu thích nhất. Và Giang rất là bất ngờ khi mình có thể mà vào sâu như thế và được cái giải thưởng Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Và người của tổ chức Global Beauty từ Panama đã bay qua Việt Nam để có thể trao giải cho Giang. Và Giang nghĩ đó là cái cột mốc mà Giang chắc là 50 năm sau sẽ vẫn ngồi lại và nhắc tới con cháu. Wow, ví dụ là quả thật là không phải là khoảnh khắc mà cả một cái cột mốc giống như mang tính lịch sử, đúng không ạ? Đối với cái cuộc đời làm nghề của mình. Thế thì khi mà tổ chức từ Panama qua đây để mà trao danh hiệu cho Hương Giang á, bạn thấy là người ta nhìn nhận về Việt Nam, về quê hương đất nước mình và về những cái nhan sắc Việt như thế nào? Tôi thấy cả ngày những người đẹp Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất hay là Hoa hậu Hoàn Vũ, họ đều được đánh giá rất là cao và nhận được nhiều sự chú ý. Và Giang hy vọng ở trong những năm tới, khi mà họ nhắc tới vẻ đẹp châu Á, họ không chỉ nhắc tới Ấn Độ, không chỉ nhắc tới Trung Quốc, Philippines, mà họ có thể nhắc tới cả Việt Nam nữa. Trong những mẫu thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Như, thương hiệu Quỳnh Paris, chúng tôi mời quý vị đến với giải bạc siêu mẫu 2010 Hoàng Gia Ngọc. Giải vàng siêu mẫu Việt Nam Xuân Thu.
Giải vàng siêu mẫu 2010 Ngọc Tình. Á vương châu Á Quang Hòa. Nam vương quốc tế Ngô Tiến Đoàn. Hoa hậu sắc đẹp siêu quốc gia Trung Thục Quyền. Siêu mẫu phong cách Ngọc Quyền. Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang. Người mẫu diễn viên Thanh Hằng. Và xin mời quý vị hãy một lần nữa nhìn lại những mẫu thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Như, thương hiệu Quỳnh Paris. Bao giờ cũng thổn thức và nhạy cảm đúng không ạ? Với tình yêu, với cuộc sống, với nghề nghiệp vân vân rất là nhiều. Và như với Hương Giang, khi mà bạn đồng hành với lại những cái hoạt động từ thiện, những cái công việc về cộng đồng như vậy để mà chia sẻ, đối với một số người, người ta thường nghĩ là người của công chúng thì có những hoạt động từ thiện là để đánh bóng hoặc là tạo tên tuổi hoặc là để tạo sự thu hút ở người khác thôi. Mà với Hương Giang, khi bạn đồng hành với những cái quỹ từ thiện, những cái hoạt động cộng đồng như vậy, không vì mục đích lợi nhuận gì cả, thì bạn có thể chia sẻ thêm. Ngay từ khi mà còn học cấp 3 thì Giang đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội, từ làm thanh niên tình nguyện, từ cấp 3 rồi lên đại học và cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên là với mỗi cái hoạt động xã hội thì Giang ở một cái vai trò khác nhau, có thể tình nguyện viên hoặc có thể là điều phối viên. Tuy nhiên với cái vị trí hiện tại và cái thế mạnh của Giang đó là thu hút sự chú ý của mọi người và của truyền thông, thì Giang giữ cái vai trò là đại sứ của một chương trình. Giang nghĩ rằng giữa đại sứ và tình nguyện viên, điều phối viên hay mạnh thường quân thì tất cả mọi người đều có mong muốn là có thể dùng cái thế mạnh của mình để góp sức lại cho cộng đồng. Cho nên Giang cũng không nghĩ rằng một người đại sứ là quan trọng hơn hay là cái đáng kể hơn so với những cái vai trò khác. Và khi mà Giang tham gia những cái chương trình từ thiện xã hội thì nó làm cho cái cuộc sống của Giang nó có ý nghĩa hơn. Và Giang cảm nhận về cuộc sống, cảm nhận về cái hạnh phúc của mình rõ rệt hơn. Nếu như trước kia thì mình cứ nghĩ là phải đợi đến mùa hè, đợi đến Tết mình được nghỉ ngơi, mình đi du lịch thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Còn đâu bây giờ Giang thấy khi mà Giang đi làm với tổ chức phẫu thuật nụ cười, thấy các bé bị sứt môi ở hàm ếch, thì Giang thấy là có một cái đôi môi, một cái nụ cười lành lặn như Giang, như Trang hay như anh Khoa, đó cũng là một cái hạnh phúc rồi. Hay là với chương trình Ước Mơ của Thúy mà các bé bệnh nhi bị ung thư, thì Giang thấy là một ngày mình được sống, mình được trải nghiệm, mình được ở bên gia đình, nó cũng là một cái hạnh phúc mà rất rất nhiều người khác cùng mơ ước. Và những cái quan niệm về cuộc sống như thế nó làm cho Giang cảm nhận về cuộc sống khác hơn và sống được trọn vẹn hơn so với từng ngày mình đang sống bây giờ. Trong chương trình mà Giang làm bên Ước Mơ của Thúy có một anh hề là anh hề Sido, và nhiệm vụ của anh là để chọc cười cho các bé. Và trong rất nhiều lần anh phải chứng kiến các bé bị đau hay các bé mất ngay lúc anh đang ở đó, nhưng mà với cái vai trò của mình anh vẫn phải cười, anh vẫn phải làm cho những bé khác cảm thấy vui vẻ và các bé tin yêu vào cuộc sống hơn. Thì Giang nghĩ rằng khi mà tham dự những chương trình đó thì mình phải mang tới nụ cười cho các bé, chứ không phải là mình tới đó thương khóc cho các bé hay là như rất nhiều những cô hoa hậu trong các cuộc thi đi làm từ thiện thì họ khóc khi bế một ôm bé. Thì có lẽ là ta nghĩ cái cảm giác đấy nó không thật lắm và nó cũng không mang lại lợi ích gì cho ai. Mình nên là mình thể hiện cái cảm xúc để mang đến cái niềm vui lúc đó cho các bé hơn là mình các bé cần nụ cười hơn là cần một giọt nước mắt. Là như thế. Đó cũng là một cái chia sẻ mà con nghĩ rất là ý nghĩa và thực tế, đúng không Thảo Trang ạ? Tính cách của mỗi người mỗi khác nhau, nhất là khi mà chúng ta làm nghệ thuật nè, và khi mà đối với các bạn phụ nữ nữa,
một người có tính cách mạnh cho âm nhạc như Thảo Trang, thế gì trong tình cảm, bạn sẽ xử lý như thế nào? Hôm nay mà có nghĩ bạn nói rồi, bạn cũng có thể hỏi bí quyết của Hương Giang rồi đó. Đâm đúng chỗ nè. Thì Trang nghĩ là nó đã gọi là phụ nữ thì lúc nào nó cũng có cái yếu tố yếu đuối ở trong đó. Cho dù ở ngoài xã hội, cái hoạt động trong công việc, tiếp xúc với ngoài như thế nào, mạnh mẽ như thế nào, thì chắc chắn nó cũng phải có một cái phần nào đó yếu ớt ở phía bên trong. Trang không ngoại lệ, Trang yếu đuối lắm. Nhìn ngoài mạnh vậy thôi, đụng cái là khóc à. Trong tình cảm cũng vậy, thì Trang tức là Trang cũng tỉnh táo, cũng ít có bị yếu đuối trong cái tình cảm, nhưng mà vẫn là dùng cái lý trí của mình để đi. Thì Trang ít khi nào mà bị rơi vào cái tình trạng như là thất tình hay là sau đó mà quá mức mà phải bị stress. Trang luôn biết cách bỏ qua những cái lỗi của trong cuộc sống nó xảy đến với mình, để khiến cho mình có thể hạnh phúc hơn. Tại vì mình sống ngắn lắm, đâm ra tại vì sao mà mình phải đầy đọa nhau mà phải làm cho nhau khóc. Trang nghĩ là hãy nên bỏ qua những cái lỗi lầm không đáng để mình tự biết lạc quan, mình yêu đời hơn và mình mang tiếng cười, mang niềm vui đến cho mọi người. Yeah. Người ta biết đến Thảo Trang bên cạnh một cá tính về âm nhạc còn là khả năng hát nhạc quốc tế nữa. Bạn phát huy cái khả năng đó như thế nào? Thì Trang may mắn là có được cái khả năng là bắt được những cái ngôn ngữ khác nó nhanh, cái tai nghe tốt. Thì Trang nghĩ là nghệ sĩ nào, ca sĩ thì đặc biệt phải có cái đó, khả năng bắt chước cái ngôn ngữ nhanh. Thì Trang bắt đầu, Trang nhớ là mình tập hát tiếng Anh trước khi mình biết nói cái tiếng Anh đó. Tức là Trang hát, Trang hát cái kiểu như copy thôi, tức là nghe sao hát vậy y chang. Rồi sau đó mới nghĩ là ủa mình hát cái gì vậy, rồi không biết làm sao mà biểu hiện cái cảm xúc của cái bài hát đó. Thì lúc đó mới bắt đầu đi học tiếng Anh. Thì trước đó học cấp 2, cấp 3 thì Trang cũng đã thích học tiếng Anh rồi. Tại vì Trang nghĩ là một cái ngôn ngữ khác thì nó tự nhiên nó... Trang cũng không có biết lý do vì sao, nhưng mà cảm thấy yêu cái ngôn ngữ đó. Thì Trang mới bắt đầu đi học và biết được mình đang hát cái gì. Thế thì những cái thần tượng âm nhạc hay là những ca sĩ quốc tế ảnh hưởng đến bạn? Và đó chính là những cái người mà đầu tiên khiến cho Trang học hỏi và bắt đầu những cái con đường về tiếng Anh của mình là từ những cái nghệ sĩ đó. Đó là Trang nghe những cái bài hát bất hủ từ những nghệ sĩ nổi tiếng, rồi Trang bắt tiếp theo và Trang cũng học hỏi được những cái phong cách biểu diễn chẳng hạn, rồi cách lấy hơi nhả chữ, nói chung mọi thứ từ những cái nghệ sĩ đó. Tại vì mình không thể phủ nhận được là những cái nền âm nhạc của người ta là đã đi quá xa. Mình vẫn còn rất là tụt hậu và mình còn phải học hỏi rất là nhiều. Thì Trang cũng tìm tòi, bây giờ thì công nghệ thông tin nó cũng phát triển quá rồi, nhanh lắm. Là nhanh lắm, và cứ internet rồi này là mình cứ chơi tới thôi. When we said goodbye that day, it was a rainy summer day. I remember you moved to another city. Why didn't you stay? You said you got this new job so far away from this town. You said we could work things out. Thinking about it makes my eyes drown. Baby, can you tell me? When we met in your new home.
Mọi người đều nói rằng là thế hệ trẻ của chúng ta có nhiều cái thuận tiện hơn về truyền thông, về thông tin vân vân rất nhiều, và cả về cái sự hỗ trợ nữa khi mà chúng ta làm nghề, cho dù với lĩnh vực nghề nghiệp nào mà đặc biệt là nghệ thuật. Thế thì với Hương Giang, bạn xuất hiện một thời kỳ mà anh có nghĩ là thời trang Việt Nam có thể sánh vai ngang với thời trang quốc tế, một sự phát triển rất là nhanh. Nhưng để trở ngược về trước, cái duyên cớ nào để thời trang có bạn và để bạn đến với thời trang? Thực ra cái lý do mà Giang tới với nghệ thuật, tới với thời trang, nó là một cái lý do rất là trần tục. Đó là khi đó là Giang chuyển đại học từ Hà Nội và Sài Gòn. Và Giang giống như đi làm người mẫu, giống như một cô sinh viên đi làm công việc làm thêm thôi. Và Giang luôn luôn coi người mẫu là một cái công việc, nó không phải là một cuộc dạo chơi hay là thích thì tới, rồi không thích thì thôi. Và Giang khi làm việc thì Giang luôn đặt cái trách nhiệm vào trong đó. Và trong cái thời điểm mà Giang là người mẫu thì nghề người mẫu cũng được chú ý nhiều hơn. Và nếu như cách đây chỉ 3 năm thôi thì mọi người sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay những người mẫu nào. Đúng rồi. Còn đâu họ chỉ tôn sùng ca sĩ hay diễn viên. Thì tới thời của Giang thì bắt đầu người mẫu được chú ý nhiều hơn, và những tin tức hình ảnh về người mẫu được cập nhật nhiều hơn. Đó là cái thuận lợi mà của Giang trong cái việc mà tiếp cận khán giả. Bạn vừa nói là bây giờ bên cạnh các ca sĩ, các diễn viên, rồi nghệ sĩ, đúng không ạ? Người mẫu được để ý rất là nhiều. Người ta, chúng ta có thể dùng cái từ là soi kỹ hơn, đúng không ạ? Thế thì buộc mình phải thận trọng hơn. Và như vậy thì cái việc giữ hình ảnh của Giang như thế nào? Mỗi người có một cái cách xây dựng hình ảnh khác nhau. Và cái hướng của Giang đi thì là Giang vẫn bị ảnh hưởng về cái hướng của hoa hậu nhiều hơn. Luôn luôn phải xuất hiện bằng một cái hình ảnh đẹp, chứ không phải là hình ảnh cá tính hay là lạnh lùng. Và cái hình ảnh của Giang nó làm cho người ta cảm thấy thân thiện và cảm giác là rất là bình yên khi mà những cái hình ảnh của Giang đưa ra. Nên Giang nghĩ là cách giữ hình ảnh của Giang nó cũng không khó lắm. Có phải chính vì vậy mà bạn ít xuất hiện trong các chương trình thời trang, hoặc là bạn chọn lọc hơn? Có nghĩa là người ta sẽ không phải là thấy Giang là chương trình thời trang nó cũng xuất hiện hết. Và đôi khi đối với khán giả, người ta lại nghĩ là mình kén chọn. Thực ra chính xác là Giang kén chọn. Giang rất là chọn lựa cho cái sự xuất hiện của mình. Đã không muốn mình xuất hiện quá nhiều ở trong những chương trình mà cái hình ảnh và cái vị trí của mình không được đề cập xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Tại với mỗi lần xuất hiện thì Giang phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đầu tóc, make up, rồi chuẩn bị rất là nhiều. Và Giang không muốn tới một cái chương trình rồi sau đấy người ta xem xong, người ta cứ vừa xem vừa ăn, hay người ta vừa xem vừa chẳng để ý đến mình là ai. Giang thấy nó vô nghĩa. Cho nên Giang rất là lựa chọn chương trình.
Hay là một cái nguyên tắc nữa của Giang, đó là ngay từ khi bước vào nghề, đó là không diễn quán bar, không diễn bikini hay không chụp bikini. À, những cái quy tắc nhỏ nhỏ như vậy trong nghề nghiệp của Giang làm cho mình control, mình giữ được cái hình ảnh của mình hơn. Đã có những cái khoảng thời gian bạn tham gia và cọ sát trong những cuộc thi sắc đẹp, như là cái thời gian mở Nam Phi với cuộc thi Miss World năm 2009 đúng không ạ? Và khi mà đại diện cho nhan sắc Việt Nam đứng trên một cái diện mạo chung và nhan sắc của thế giới như vậy, để mà nói lên cái thông điệp của người đẹp Việt Nam, Giang đã lựa chọn như thế nào ạ? À, cái hình ảnh mà Giang mang tới Miss World là một cái hình ảnh mà con gái Á Đông, rất nữ tính, rất dịu dàng nhưng mà cũng rất là năng động. Trong nó thể hiện bằng cái cách mà Giang giao tiếp với các bạn vào trong những cái trang phục mà Giang mặc, thì Giang nhận thấy rằng mọi người sẽ ấn tượng với mình hơn khi mà mình truyền tải được cái thông điệp về văn hóa của đất nước mình. À, các bạn đều nhớ tới Giang với hình ảnh là mặc đầm, luôn luôn mặc đầm và rất nữ tính và luôn trò chuyện rất là thân mật, rất là cởi mở với tất cả mọi người. Và Giang nghĩ... Giang nghĩ đó là một cái thành công mà Giang có được từ cuộc thi. आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी बारे नीले आसमान के तले है। जय हो, शुभ गांव जय हो, गांव में दिल जय हो, गांव में दिल जय हो, रंगों दी। Với Thảo Trang, với niềm vui của năm vừa qua và giải thưởng Làn Sóng Xanh, cái cảm xúc lúc đó như thế nào Trang ạ? Trang thì vào nghề thì cũng được có mấy năm thôi, cũng như những anh chị đi trước nói thì là cũng đi cũng hơi nhanh, thành công đến sớm, thì Trang cảm thấy là mình rất là may mắn. Và về giải thưởng thì dĩ nhiên là vui thì là phải vui thôi. Tại vì ai mà không mong là mình có được đạt những cái giải thưởng lớn trong cái công việc sự nghiệp của mình. Nhưng mà cái con đường hoạt động của Trang á, là Trang không có nhắm vào những cái giải thưởng. Đâm ra là khi mà mình nhận được giải thưởng á, thì đó là một cái niềm vui quá lớn rồi. Mình không có thể những cái lời nói mà không có thể tả được. Thì có thì mình hạnh phúc thôi, còn không có thì mình cũng không có sân si. Thì Trang hoạt động chủ yếu vì đam mê, chứ không vì một cái mục đích nào khác, là vì lợi nhuận hoặc là vì giải thưởng. Nên là nếu có thì mình vui hơn thôi. Đối với Hường Giang, anh Quang nghĩ là trong năm vừa qua cũng là một năm cùng với những cái niềm vui về cái sự vinh dự của bạn đại diện cho nhan sắc Việt Nam, nói lên cái tiếng nói về vẻ đẹp chung của phụ nữ Việt Nam trên diện mạo của sắc đẹp toàn thế giới. Một cái điều rất là quan trọng, thì có một cái quyết định của bạn nữa mà thật sự đến giờ phút này thì mới dám hỏi là không biết là cái quyết định mà xây dựng một cuộc sống gia đình của bạn khá sớm như vậy, mọi người sẽ rất là ngạc nhiên, bởi vì là công việc, mọi những cái kế hoạch của bạn về cộng đồng, về hoạt động nghệ thuật vẫn tiếp diễn, vẫn rất là tốt đẹp và vẫn đầy đam mê, nhưng mà bạn vẫn quyết định là mình có cái gì đó cho riêng mình và việc xây dựng cuộc sống gia đình. Thế thì có bị làm mình phân tâm hay không ạ? Hay là
cứ quy định có thấy là quá sớm không Giang ạ? Sớm nữa vội lấy chồng. Hàm vui. Đang nghĩ nói một cái duyên. Từ trước này Giang cũng không bao giờ Giang nghĩ là mình sẽ lấy chồng sớm như thế. Chỉ có điều tới một lúc nào đó mình bỗng dưng mình cảm thấy rằng mình muốn gắn bó với một người cho tới tận cuối cuộc đời. Cho nên quyết định lấy chồng rất nhanh. Mọi người đã hỏi Giang rất nhiều trước khi cưới là liệu khi mà cưới rồi thì Giang có tiếp tục các công việc mà mình đang làm hay không. Và trong vòng 3 tháng vừa rồi sau đám cưới thì mọi người có thể nhận thấy rằng Giang vẫn làm việc, và thậm chí còn làm việc nhiều hơn cả trước kia. Cho nên những cái công việc mà Giang đang làm thì Giang sẽ không từ bỏ trong cái thời gian sắp tới. Và thưa tất cả quý vị, một năm mới đang đến với tất cả chúng ta với những kế hoạch đã được ấp ủ và chắc chắn sẽ được thực hiện, cũng như những nhân vật khách mời trẻ ngày hôm nay, những nhân vật tuổi Mèo đã chia sẻ những kế hoạch, những ấp ủ cũng như cái niềm đam mê mà mình đã đến với nghệ thuật, và bên cạnh đó là gia đình, là tình yêu dành cho một không gian riêng nào đó cho cá nhân mình, cho gia đình nè, cho người thân và cả cho cái niềm đam mê mà mình vẫn thôi thúc mỗi ngày phải làm sao để có những cái sáng tạo, những cái kế hoạch mới để mỗi sản phẩm hay là mỗi hoạt động mà khi mà các bạn đến với khán giả, đến với công chúng thật là chỉnh chu, thật là chuyên nghiệp và được đón nhận một cách trân trọng và nhiệt tình nhất từ các khán giả. Và cũng nhân dịp những ngày để chúng ta bắt đầu cho những cái kế hoạch mới của mình, cảm ơn các bạn đã đến để cùng trò chuyện với các khán giả của chương trình, và chúc cho các bạn một năm mới đầy thắng lợi, và giải thưởng danh hiệu sẽ không là quan trọng đối với những người trẻ như chúng ta, bởi vì cuộc sống và con đường đến thành công là ở phía trước, và giải thưởng chính là tình yêu của khán giả luôn dành cho các hoạt động của các bạn, đối với những sản phẩm âm nhạc mà họ chờ đợi Thảo Trang, đối với những cái hoạt động về từ thiện, về cộng đồng mọi người đang chờ đợi Hương Giang, và cũng như là cảm ơn vì cái tiếng nói của bạn nó đại diện để nói lên cái thông điệp về sắc đẹp của Việt Nam trên diện mạo của sắc đẹp toàn thế giới, cũng như là một chương trình truyền hình mà Giang đã ủ trong thời gian vừa qua để mà mang đến cho khán giả nhiều thông tin bổ ích về tài chính. Nhân dịp này thì Hương Giang cũng cảm ơn anh Khoa, và Giang xin chúc mọi người có một năm 2011 thật vui, thật ấm áp và luôn luôn cảm thấy thật an bình bên cạnh người thân và bạn bè. Trang cũng rất vui khi hôm nay có một cái buổi nói chuyện rất là thoải mái, và hy vọng là mang nhiều niềm vui đến cho mọi người, sẽ luôn luôn là sống một cách lạc quan và hạnh phúc. Và thưa tất cả quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị.